lộn ra đó. Cô Bi ăn gọi quá ta.
Phải giấu chị Trang như thế đâu, không cần phải lo sợ gì đâu nhá, đừng có buồn nhá. Rồi tí nữa ra là phải phụ chị Trang là cất cái đồ kia đi nghe chưa, không có cần phải là giấu giếm chị Trang như thế đâu, cứ nói chị Trang là chị Trang không trách móc gì cô Bi đâu, nhớ không nha.